Ai mua vô hàng khuyến mãi nha. Ai mua đồ sida khuyến mãi nha. Bà con cô bác ơi mua đi nha. Nón đẹp nha, vỏ xinh nha, vẫn còn mới tinh nha, sẽ là của mình nha. Nếu ai đến sớm nè, người đó kẻ ốm có nón đội đầu đây. Ai quá sang giàu có đồ mà giấu cửa đây. Mãi vô nha. Mau mau đến đến đây mua liền. Mau đến mua tiền một cái nhưng mà được hai cái luôn. Nhanh đến đi xem nào. Mau đến xem, mau đến xem. Tiền một cái nhưng mà được ba, 5 cái, 6 cái luôn nha. Xin mời nha. Nịnh đây. Hồn quá. Hết hồn cha nội. Làm gì mà la lớn như vậy cha? Mày la cha ai la? Ê, ở đâu đến đây? Mới sáng sớm mà đứng ngoài đường la bài hải gì vậy hả mày? Mày làm như là trái nhà không bằng á. Ở đâu đến đây đây? Ở đâu ra kệ tôi. Lấy quyền gì hỏi tôi? Miệng tôi la mắc mớ gì cha? Ủa, tôi đâu có bẻ họng bẻ hầu đâu ông. Ông kiếm chuyện hả? Trời, cái thằng chợ trời này ngon á. Mày nhìn mày không biết tao là ai hả mày? Ai? Tao giới thiệu luôn nè. Tao là một con người. Trời ơi. Con người mà có quyền hạn ở nơi này. Đi đi chỗ khác. Đi liền. Không cho mày đứng đây la lối ông xồm. Đi chưa? À, ngon. Cũng sợ quá à. Nghĩ mày là trật tự hả? Cậu trật tự nhìn sao mắt ói vậy? Ê, trật tự sao không có băng đỏ? Ê, tao không phải là trật tự trật tiết gì hết. Tao là người dân khu phố này. Trời, mà giới thiệu rồi biết. Tao chủ nhà ở đây. Nó mày đứng trước này là cái nhà tao sau lưng đó. À, tao muốn đuổi mày đi lúc nào là tao đuổi. Đi chưa? Ê, bây giờ đi không? Ừ. Để nói hoài không đi phải không? Được, để tao gọi. À, anh hai. Làm gì dữ anh hai? Tại em thấy đây trống trải với lại em có thấy cái bóng cây nè, em tính bày bán em kiếm chút cháo anh hai. Nè, anh coi nè. Toàn là đồ xôn không anh thấy không? Lời lãi gì đâu anh hai ơi. Anh cho em bán đây xíu nha anh hai. Tao nói không là không. Lên đứng trước nhà tao mà la lối ôm sòm. Anh sao ngủ? Anh hai. Không có hai ba gì hết á. Bây giờ mày muốn đi bán hay là mày muốn mất hết của cải? Nè tao thu à. Tao thu. Chú hai. Bác hai. Ông hai. Gì vậy mày làm cái gì vậy? Mày làm cái gì mày nói hoài vậy? Mày đi giùm tao được không? Cho em bán xíu thương tình. Trời ơi, cái thằng này tao mệt lắm rồi nghe. Thôi, không nói nhiều với mày nữa. Thằng Hùng ơi. Thằng Hùng sớm đâu rồi? Ra đây có biểu coi. Dạ, thôi, thằng này em chạy rồi, kêu chi đông vậy? Dạ thôi, em đi liền à. Không đã, không đâu ôm. Hú hồn hú dí. Nó gọi không đã ôm là tôi muốn đứng tim luôn à. Tưởng nó gọi mình, không ngờ tôi diễn xuất hay dữ vậy ta. Cái thằng này nó nghe cũng lì thiệt. Không phải mình á, đứa khác làm gì mà lấy lại được cái bóng cây mát mẻ ngon lành này. À, chỗ này là chỗ lý tưởng để đậu xe chứ. Nhưng mà nói vậy thôi chứ có ngon gì đâu. Cũng ế thấy bà nội luôn. Ngồi ngủ gục hoài mà thấy kệ nó. Ngủ gục thì ngủ gục, chứ ngủ trong bóng cây nữa thì nó đỡ hơn ngủ ngoài nắng. Ê, nhóc, đem giấy dò lại tao dò coi. Dò gì vậy? Trời đất ơi, liếc đi luôn trời. Cũng tại tôi nói dốc riết rồi đâu có tin tôi nữa. Riết còn nhỏ mà nó cũng không tin tôi. Con tờ vé số á mà dò cũng không được nữa. Được, mày coi thường tao. Tao trù mày bữa nay nguyên ngày. Mày bán không được tờ nào cho mày ế thấy mụn nội mày luôn. Nhỏ, thấy ghét. Trù nó không biết nó ế không, chứ nhìn lại tôi sao tôi thấy tôi ế trước rồi đó. Thôi mà cũng không sao.
mình cứ tà tà, cứ mỗi buổi sáng chắc sẽ ra ngồi đợi muôn chết chàng, nắng muôn trải vàng mà chả thấy bóng ma. Ngồi đợi hoài đợi mãi như điên, mấy hôm rồi sao quá vô duyên, có khi nào bị ám à? Không thì chắc bị trù à, mình có thù có oán à, hay đến lúc hết thời, chớ lẽ nào từ sáng tới khuya không ai cần đến chiếc xe ôm, chờ đợi hoài tay chân đã rời, tiền bạc đâu để nuôi em, xem phim đánh bài còn bạn bè cả đám lai đài. Khổ, nghề tôi khổ, sao tôi khổ vậy trời ơi là trời, có ai đi giùm tôi không? Chú xe ôm ơi, may quá. Chú ơi, chở tôi đi một chút chú ơi. Tôi linh quá bởi vậy, ông trời không có mắt, tôi mới than cái là không có người kêu xe liền. Chào bác. Dạ, thưa bác đi đâu con chở bác đi à? Đi ra gần chợ hả chú? Dạ, đi chợ hả bà? Dạ bà lên xe, con chở rồi cho bà đi ha. Con thấy bà lớn tuổi, con lấy rẻ thôi, mở hàng mà nha bà. Bi nhiêu mà rẻ? Dạ đi ra chợ con lấy 20 à. 20 ngàn hả? Dạ. Trời luôn. Dạ đó, thấy không? Con nói là trời có mắt mà. Cảm ơn bà. Yên tâm đi, lên xe con chở đi nha. Nè, đúng là hết cơn bị cực rồi, gặp bà già sộp quá. Từ từ nha chú em, tôi già rồi mắt kém chân rung rồi. Dạ, cho ôm cái luôn nha. Dạ ngồi cẩn thận nha bác. Rồi yên dạ. Tâm bác lấy cái gậy bác chống dưới đất đi nha. Chứ dạ. Vậy lúc con chạy bác chống để khi bác té. Trời ơi. Yên tâm đi con chạy, trời ơi, kỹ lưỡng, con nổi tiếng gì xe ôm mấy chục năm rồi. Rồi dạ. Ừ đi hả bác? Đi luôn, cẩn thận nha. Rồi. Dạ bác nói gì vậy? Sao không chạy nữa? Tới rồi hả? Đâu có, chưa tới mà. Chưa tới dừng lại làm gì? Dạ dừng lại để hỏi bác chứ gì. Hỏi gì? Dạ hồi nãy bác vừa nói là bác không có tiền, không có đem tiền theo phải không? Ừ. Vậy rồi đi tới chỗ rồi lấy tiền đâu trả con? Thì chở tôi tới nơi đi rồi mới có tiền. Giờ chưa nhưng tới chợ là có liền luôn. Trời ơi, không lẽ đời tôi xui vậy sao trời? Tôi còn trẻ mà bị bà già gạt sao? Thôi đi ngoại, bây giờ ngoại đưa tiền đi, rồi con mới chở. Còn mấy thôi đừng trách con mà không có lương tâm nghe ngoại. Đưa tiền con đi. Nếu ngoại không đưa thì thôi nha. Thôi là thôi làm sao? Còn cỡ 100 mét nữa là tới nơi rồi, chú bị làm sao vậy? Tôi không có bị bệnh hoạn khùng điên ba trợ gì hết á. Bây giờ không chở là không chở nữa. Mít lòng chịu à. Không có tiền là không có chở đi đâu hết trơn á. Nhích bánh xe cũng không nhích nữa. Vậy thôi đưa tôi đi bộ cũng được. Chú chở đây ngang, tôi lấy tiền rồi tôi quay về tôi đưa chú ngang. Bà già, bà tưởng tôi mất lý trí hả? Tự nhiên bắt tôi ngồi đây đợi bà hả? Để bà đi luôn rồi sao? Không dám đâu. Bây giờ nè, đưa tiền đi, rồi muốn đi đâu thì đi nè, tôi không cản mà. Bà đưa tiền đi, bà đi đâu tôi không cản bà nữa. Là sao? Không chở đi, không cho tôi đi bộ thì làm sao có tiền ở đây mà đưa cho chú? Chứ bộ chú không tin tôi ha? Chú nhìn mặt tôi đi chú. Nhìn lâu rồi. Nhìn đi mà. Thì tôi nhìn nãy giờ lâu rồi. Nhăn nheo mớp méo có đẹp gì đâu mà bắt tôi nhìn. Chà, nhìn kỹ cái nữa coi. Lớn tuổi mà trông cũng gian lắm á. Ừ.
Mà tôi biết gì, mà tôi biết gì về bà đâu mà tôi tin chứ hả? Bà cứ suy nghĩ đi, không có ai ra đường mà quên đem theo tiền hết đó, bà nghĩ đi. Tại tôi vui quá cho nên tôi quên. Cái gì vui, làm gì vui hả? Tôi thấy chả có gì vui hết trơn á. Chuyện vậy nè chú, tôi nói chú nghe chuyện này vui lắm. Bà nói đi, bà đừng có vui quá vậy. Chuyện gì nói đi. Chuyện là hôm kia con cháu của tôi lên này thăm tôi, hôm qua nó về có tặng tôi một món quà. Thật là vui vì tin rằng là con cháu của tôi nó về tới vui, mời biết hồi chiều hôm qua. Tôi đi nôi tới nôi lui có ai hiểu đâu, hôm qua hôm kia ai xuống ai lên loài về. Bà làm ơn mà nói rõ xem nào. Là con cháu của tôi nó vừa mới bao trùng cho chính tờ An Giang. Trời, chính tờ độc đắc bà ngoại. Ngoại không gì vậy chứ nhiêu giải gì biết giải gì á, mà 10 triệu một tờ đó. 9 10 9 90 triệu. Trời ơi, 10 triệu một tờ, 9 tờ 90 triệu. Ui nhiều quá. À, bà đừng có dựng chuyện hay nghe, tôi không phải thường đâu nghe. Nè, chẳng có ảnh hưởng gì đến việc bà thiếu tôi 20 ngàn hả đó. Bà đừng có đem mấy tờ vé số ra bà nhát tôi. Không phải. Nè, đừng có nói giỡn nè. Thôi, trả tiền giùm tôi đi. Không có phải. Bà đừng có nói là bà xin tiền mấy đứa nó và trả tiền xe ôm cho tôi nghe. Không có cần xin. Nó cho tôi một tờ rồi. Hả? Nó cho bà một tờ là 10 triệu hả? Bất ngờ quá. À thì hồi nãy đó, đó nãy tôi nói ông không hiểu hả? Sáng hôm qua nó cho tôi một tờ lấy hên, rồi phía hôm qua nó gọi điện lên cho tôi, nó nói là trúng 10 triệu rồi, bảo tôi đi lãnh tiền. Tôi vui quá trời luôn, tôi nhảy lân tân rồi đêm qua tới giờ luôn, cho nên dò cẳng tin nó rung, tôi mới có cây gậy này đó chứ, tôi đi ngon lành lắm à. Rồi chứ sáng sớm ra tôi mới nhảy lưng tưng ra, tôi gặp chú, tôi mới kêu chú chở tôi đi vội vã, cho nên tôi quên đem bắp tiền. Vậy hả? Tôi quên. Trời ơi, sao bác không nói rõ ra trước để cháu lớn tiếng với bác, con ngại quá à. Ủa mà sao không bảo anh chị nào làm giùm bác chứ, để cho bác đi mệt dữ vậy? Không giấu gì chứ em, chứ tôi có một mình ơn à. Một mình ơn à. Ủa bác độc thân hả? Rồi còn cái gì cô cháu gì, cái cô chứ hồi nãy đó của chứ bác đâu? Nó về Tây Ninh rồi, nó về lâu rồi. À, về quê rồi hả? À, Tây Ninh. À, mà ở đâu bác? Gần biên giới á. À, đúng rồi. Ờ, tôi không tin dù là sự thật. Làm gì vui dữ vậy chú? Tôi không tin nữa. Gì vậy? Đồng hương. Phải không? Con á, với gia đình bác là đồng hương. Vậy hả? Dạ. Quê chú ở Tây Ninh hả? Dạ phải. À. Dạ, bởi gặp được bác ở đây á, tình cờ giữa chốn phồn hoa mà lòng con dâng trào tình yêu thiết tha quê hương xứ sở. Ôi, bác cho con kêu bác là mẹ nghe. Mẹ ơi, người mẹ Tây Ninh của tôi. Không, quê tôi ở An Giang. Ủa, vậy thì Tây Ninh quê ai? Quê chồng. À, chồng là bác trai. Bác trai cũng là quê của ba con. Nếu bác trai là chồng má là ba con. À, Tây Ninh là quê của ba con mà. Phải không má? Không phải luôn. Hả? Mới nói quê chồng, bây giờ má chối là sao má? Quê chồng là chồng của con nhỏ cháu tôi á. Chớ tôi sinh ra lớn lên ở An Giang, dùng sông nước không có dính líu gì đến núi hết trơn á, không có dính gì đến Tây Ninh hết á. Lại trùng hợp nữa rồi. Ôi một sự trùng hợp ngẫu nhiên, trùng hợp đến đổi gượng chính cả mặt vậy đó trời ơi. Gì mà tình cờ trùng hợp dữ vậy? Dạ thưa bác, cái chuyện đó là vậy, là quê ngoại con á ở Tây Ninh, quê nội con ở An Giang. Vì thế con có đủ bản lãnh, đủ tự tin để gọi bác là má. Gì
má là người đồng hương của con. Con mừng quá má. Má ơi, con trai của má, má cũng mừng quá. Má, khi gặp được người đồng hương đồng khối giữa đường vậy nè, sao con lại lên đây? Giờ đang làm gì hả con? Má, má hỏi thăm làm con xúc động quá. Má cũng xúc động quá. Má ơi, ơi con khổ quá má ơi. Má thấy mắt má mờ chứ đâu có đuôi con. Thấy nhìn tàn tà như vậy là đoán được rồi. Chạy xa vậy sao không sung sướng lên được hả? Sao vậy con? Má, sao? Má ơi, hoàn cảnh của con, hoàn cảnh con dễ nể lắm má ơi. Con mồ côi cha từ tấm bé, được mẹ yêu chiều do con ham chơi đua đòi lên đô thành xa qua. Rồi ngày kia con trở về quê thì trời ơi, sao con? Con không ngờ. Ngờ gì? Trở lại làng quê, bao tháng năm xa xôi cách biệt, trên từng lối mòn hàng tre xưa nay đã già nua. Tìm lại mẹ yêu nơi làng quê, tháng năm ngóng chờ trong người con, đã lâu lắm rồi không về thăm mẹ già nơi chốn xưa. Hỏi từng bờ đây gió hiu hiu, mẹ tôi đâu rồi? Mai đành em đềm hàng cây xưa ngơ ngác buồn hiu. Mẹ hiền yêu ơi suốt đời con, mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha, mãi không xóa nhòa tháng năm em đẹp sống bên mẹ hiền. Ôi con của tôi, con ơi. Sao? Tại sao má khóc vậy má? Con làm má nhớ má của má quá à. Vậy sao? Má thú thiệt với con, đã từ lâu lắm rồi má không có về thăm quê hương xứ sở. Tại sao má không về? Không dám về. Ủa, bộ má giật nợ rồi má không dám về hả? Đá mày tới bà rồi vậy. Vậy chứ sao má không dám về? Không lẽ cướp của giết người? Không, má đâu dám làm chuyện tài đình đó. Con người má tình cảm lắm, sống bằng trái tim không à, đâu có làm được chuyện cầm dao giết ai con. Vậy chứ sao má bỏ quê má không về luôn? Tại sao vậy? Chuyện lâu rồi con, thôi nhắc lại kia cho tim buồn. À, con đoán ra là không, nếu không làm thì má trốn theo trai phải không? Ủa sao biết hay con? Sao con biết hay vậy? Tôi đoán rồi, đoán rồi là dính. Nhìn mặt nãy giờ tôi nghi, tôi nghi. Mặt má là sao mà con nghi vậy con? Mặt má hả? Mặt má tình cảm quá. Cái sắc mặt đa tình, nhìn là biết khổ vì tình, lụy vì tình mà. Mê trai không? Mới bỏ nhà bỏ cửa. Cô nói đúng không? Má xác nhận vậy có phải không? Má cười hả? Má chấp nhận hả? Tự nhiên hỏi má cỡ quá. Thôi lớn tuổi rồi nghe. Tại vì má lỡ có baby với ổng chứ bộ. Trời ơi, baby rồi nữa. Lãng mạn quá. Má lãng mạn quá. Má nói con nghe, má lỡ có baby rồi má phải bỏ nhà, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ quê hương, bỏ làng. Má hối hận lắm con, ăn năn lắm rồi. Đừng khóc nữa má. Ngược dòng thời gian, bao dấu yêu xa xôi trở về. Kỷ niệm năm nào mẹ gian nan dãi nắng dầm mưa, nhọc nhằn chăm lo cho đàn con, miếng ăn giấc ngủ từng đêm. Nhưng khi gió về bên ai tranh nghèo ấm êm tình thương. Rồi con hiểu rồi má. Má ơi, không ấy bây giờ má về thăm quê đi, đâu có nhục nhã gì đâu. Bây giờ má già lắm rồi, không ai nhìn ra nữa hết trơn á. Về đi má. Về thăm ai? Thăm mẹ mình chứ ai. Chết lâu rồi. Xin chia buồn.
chết hồi nào vậy má? Chết liền cái ngày mà má bỏ nhà trốn theo trai đó. Cha mẹ ơi, ấn tượng ghê ha. Chắc dưới quê má gây cú sốc dữ lắm phải không? Bởi vậy nguyên sớm còn sốc chứ đừng nói chi ngoại con. Ngoại đi liền luôn. Bởi vậy má đi luôn, má đi biệt xứ luôn, má đi luôn, không bao giờ má quay về đó nữa. Nhớ lắm, nhớ lắm con à, nhưng mà đâu có dám về. Bởi vậy rút kinh nghiệm, má khuyên con rằng nên quay về thăm bà già con đi, coi chừng không kịp. Con thì không thể nào. Có chuyện gì sao khó hiểu vậy con? Được, bây giờ má nghe đi là má hiểu liền. Ngọt ngào tiếng ru âu ơ như vẫn còn đây trong lòng con. Giờ này mẹ ơi biết tìm mẹ. Hiểu không nổi. Mày giải thích có một câu mà mày kéo cho dài làm chi, rồi mày đứt họng mày chết thế bà nội mày bây giờ. Giải thích ngắn mà nó kéo dài ra chứ không có gì hết á. Rồi cuối cùng có câu ông nội tôi cũng không hiểu nữa. Thì vậy hiểu nè, nói ngắn gọn. Gọn đi. Chết rồi. Hiểu chưa? Cứ vậy thôi mà cũng bắt người ta nói khúc dài thòn à. Thương quá. Thương con trai của má quá. Bà chết rồi. Chết rồi. Bởi vậy con mới thèm kiếm một người má như má con. Bây giờ phải cho phép, phải cho con gọi má bằng má đi. Con má đi, gọi đi. Má. Con. Má. Con. Bây giờ con thiệt không biết gì. Con. Thôi từ từ mà làm dữ vậy, tôi mới kêu mà làm gì mà mừng như vậy. Tôi kêu bà má tôi chứ bà làm gì mà tôi con ruột sao mà làm gì. Từ từ để tôi than trước đi. Không biết thì thôi má. Biết rồi ai nỡ lấy tiền của má. Thấy không cảm động chưa? Cảm động. Con má là con với má là lại gì tôi quên mất tiêu. Là má con. Không phải. Cái là... gì nãy tôi nói nè. Đồng hương. Đúng rồi. Đồng hương. Bây giờ má khóc mà má không còn biết gì nữa. Tôi thấy má như là má tôi. Bây giờ lên xe tôi chở đi liền. Đó, tôi đâu có cần lấy tiền. Bây giờ đi đâu tôi chở đi nè. Lên xe đi. Đi đi. Chở má đi. Chở đi con. Sao tôi leo lên mày không chở? Đâu có nổ máy đâu mà chở. Chết cha. Chuyện gì vậy cô? Lúp B. Lúp B là cái gì? Cái máy nó không có hoạt động nữa. Chưa sao? Trời ơi. Xui quá. Xui. Không biết má. Chắc má xui chứ con này không có xui. Quá. Má trúng số mà sao má xui. Con xui con lây qua má đó. Thôi để con sửa. Bây giờ má tính vậy cho nó gọn nè. Má con mình nè. Hen. Má sẽ đi bộ. Má đi bộ ha. Xong má đi đổi tiền. Xong má quay lại. Má tìm con. Má trả tiền xe cho con được không? Vậy con ngồi đây con sửa xe nha. Ừ. Ờ dạ dạ con chờ má. Má đi. Má về, tới liền ha. Nhớ con chờ má. Má liền. Cẩn thận nha má. Cẩn thận. Dạ con đợi. Biệt con đợi. Con đợi má mà. Con đợi mà. Good bye. Anh ơi. Anh ơi mua nón đi anh. Nón đẹp nón rẻ nè. Nè mua một cái em tặng 8 cái luôn nè, mua không? Không mua. Mua đi. Không. Mua đi. Không mua. Ý trời ơi. Ôi anh nè. Ôi đúng rồi. Gì vậy? Anh là diễn viên điện ảnh không? Trời ơi em ái mộ anh quá à. Trời em yêu mến quá à. Trời em tôn thờ anh quá à. Em tặng anh cái nón nè. Thôi làm kỷ niệm đi. Trời để chạy xe trời rước khách. Ý quên để dạo mát cho đỡ đen mặt quay phim cho đẹp nghe. Mày làm giống gì mày? Hả? Bây giờ mày diễn trò gì đây? Diễn cái gì trước mặt tao đây? Đâu có trời ơi, sao em dám diễn trước mặt anh được trời ơi, anh diễn mới siêu chứ. Chứ mày làm cái gì mà chàng ràng trước mặt tao hoài? Mày nín cái miệng mày lại được không? Trời ơi, tránh ra. Nè nè, cản trở tao đánh một cái nha. Nè, một cái thôi là cái hàng tiền đạo mày không còn một cái luôn. Thôi thôi mà đừng đánh em. Đừng đánh mà. Em năn nỉ. Anh mà đánh em la làng lên bây giờ nha.
Trời ơi, bây giờ mày muốn gì đây? Muốn gì hả? Muốn chia. Chia cái gì? Chia tiền. Ở đâu ra chia? Hả? Tự nhiên tiền lâu rồi chia mày hả? Đến đi. Làm dữ hả? Ông đừng có diễn nữa nghe. Nó diễn cái gì? Diễn hoài nó mệt quá ha. Sao ông khoái diễn quá vậy? Mà tao diễn cái gì? Nãy sáng tôi bực rồi nghe. Diễn với tôi lừa tôi lấy chỗ đậu xe hả? Tôi chưa tính sổ nghe. Một lần thôi nghe. Giờ tính làm hoài phải không? Cái vụ này không ăn mình đâu nghe. Ăn mình là ông ói đó. Ê, mày nói lại đàng hoàng nghe. Ói là tự nhiên ói. Tao đâu có đau bao tử đâu mà muốn ói. Hả? Ê, mày không có nói chuyện mà ba trợn với tao ngay chỗ này nghe. Mày tao quýnh thiệt đó nghe. Thôi đi. Ông nhìn kỹ tôi nè. Mày thấy mày rồi, tao thấy nãy giờ rồi. Xin lỗi ông nghe. Tưởng tay tôi bị điếc, mắt thì mở hay sao? Đừng có xa đâu nào, tôi nghe thấy rõ ràng. Miệng thì gọi má ơi, tai cháo liền như chơi. Chớ nói điện nói lao, tao chẳng có thèm nghe. Mau tránh xa tao liền không tránh. Đừng đặt ưu phiền, bây giờ thì chia tay tao với mày. Bye bye. Trời ơi, cha này ghê thiệt á nghe. Đổi tờ vé số, bà nội ai mà nghi ngờ không được. Đúng là cờ cao. Muốn thì đi thì cứ đi đi. Nhưng báo cho anh biết, tôi nhớ số xe anh rồi đúng không? Bà già đó mà dò số bà trật lất, thế nào bà cũng trở lại đây bà kiếm ông phải không? Lúc đó tôi làm chứng. Rồi công an sẽ lôi đầu ông ra, ông biết không? Ê, tao nói cho mày biết nghe. Xe của tao á, mày khỏi nhìn số. Số giả mà nhìn chi? Xe mượn mà. À, vậy là thêm tội hả? Xe số giả phải không? Mà không sao đâu. Tôi biết chỗ ông đậu xe rồi. Hỏi ra là biết địa chỉ liền à. Dạ, thưa cho mày rõ nè. Tao thưa thiệt với mày luôn mà. Tao khỏi có địa chỉ luôn. Tao tạm trú mà. Nghe. Mày không làm gì được tao hết đó. Mày không làm được cái gì tao hết đó. Mày đừng có ham tao. Hả? Mày hết cách rồi con à. Mày ngu quá, có nhiều mày khai hết trơn rồi. Tao chưa hết cách đâu. Tao có cách rồi nè con. Cách gì? Vừa nắm xe mày vừa la làng được không? Bớ người ta, bớ người ta. Nín giùm tao được không? Bớ người ta. Nín. Thôi, hiểu rồi. Muốn gì nói. Nhiều, muốn nhiều. Phân nữa. Đó, có vậy thôi. Mà cũng mày đặt la, tao mày có lạ gì đâu. Ê mày, ông nội tao hả mày? Hả? Ê, mày chơi cha tao à? Không có chuyện đó mày. Không có chuyện mà phân nữa mày. Tao phải khóc lóc. Mày biết từ sáng đến giờ tao chạy có được cuốc nào. Mà tao tốn biết bao nhiêu là nước mắt với mồ hôi. Tao mới đổi được tờ giấy số của bà đó. Hả? Còn mày á, ở không. Mày nói cái bán nón không à? Mày giờ mày đồ chia phân nữa là sao hả mày? Bớ người ta. Chịu không? Bớ người ta. Không đời nào. Bớ người ta. Bớ người ta. Mày bị điên rồi. Mày nín được không? Đừng la nữa. Nín đi. Tao đồng ý. Vậy phải tốt không? Tiền đây 5 triệu mày. Bây giờ tao không có một cắc trong túi nữa. Sáng đổ xăng hết rồi. Bả là mối đầu tiên mở hàng mà bả còn thiếu tiền tao thì lấy 5 triệu đó tao đưa cho mày. Đưa xe đây tao đi. Ê, cưng à, nhìn mặt anh đi rồi hãy nói chuyện. Tao chưa có khùng mà. Tao đâu có ôm xô lãng như mày. Hả? À, hay là chính mày. Nếu tao đoán ông Lâm là chính mày với con mẹ già kia đó dàn cảnh gài bẫy sao phải không? Hả? Mày ngó kỹ tao đi. Mày ngó kỹ nào đi. Tao không phải là cái thằng bình thường đâu. Nhìn đi nè. À, mày khôn á. Mày gài tao vô bà già để mày khỏi đưa tiền hả? Tao với bà không quen biết gì đâu nghe. Mà tao nói chơi vậy thôi chứ chiếc xe này tao cũng không thèm. Mày cho tao cũng không lấy. Sẽ gian sẽ giảm. Đi tao ở tù hả? Bán không ai mua. Nước là phế liệu thôi hà. Nếu vậy thì mày đưa tao 5 triệu rồi mày mới lấy tờ giấy số đó. À, mày nghĩ tao ngu tin mày hả? Không chừng mày với bà già cái mày lừa lại hai người A Tòng với nhau lừa tao chứ gì. Trời ơi, tờ giấy số chưa dò mà. Trời, tao đâu có ngu. 5.000 đồng tao cũng không đưa nữa mày. Thôi mày đừng có ngu quá mày ơi.
Tao nói hết lời rồi, cứ nói tầm bậy tầm bạ hoài. Bây giờ không tin lên xe đi. Lên xe tao chở đi dò. Dò là trúng rồi mày mới tin chứ. Đứng đây bà tới là lôi thôi lắm. Lên xe. Ừ vậy đó, hay đó. Chạy đi. Chạy sao được? Sao vậy? Lúp bê à. À, thôi rồi. Thôi mày đừng có diễn, hồi nãy mày cũng nói bà già lúp bê á. Trời ơi mày giật boogie ra. Mày không đạp, đạp không nổ gì vậy? Diễn hồi nào mà hồi nãy là tao làm thì tao diễn hồi nãy. Nhưng mà bây giờ nó thiệt mày nữ, mày đạp đi. Chạy gì được. Chết cha. Gì? Nhanh 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 bà tới kìa. Hả? Ai? À. À. À, trời ơi bà tới. Ủa sao bà múa? Lớn tuổi rồi sao bà múa dẻo vậy trời? Trời bà này bà không ổn định nữa ta. Thôi à. Con trai. Trời. Con trai của bà chết rồi con ơi, chết rồi, chết bỏ, rồi. Bỏ xe chạy luôn, bỏ xe chạy luôn đi. Chẳng khác nào tao khai là tao gạt bà. Thế nào bà cũng tìm ra. Mày đưa tao, tao đem đi đổi mai, tao lại đây tao đưa tiền cho mày. Dạ thưa ông nội, con ăn cơm đàng hoàng chứ đâu có ăn cám đâu mà tôi đưa giấy số cho ông. Hả? Đưa cho ông rồi ông biến luôn rồi sao? Chứ chẳng lẽ là giờ tôi trả lại. Yên tâm, mày cứ câm họng coi tao diễn tiếp. Mọi chuyện đâu sẽ vào đó. Bà tới kìa, bà trốn nghe. Ma. Con ơi, con ma. Trai của ma. Ma sao vậy ma? Ma sợ quá. Sao ma. Vậy ma? Ma. Ủa sao ma khóc hoài vậy? Sợ tờ giấy số của ma. Sao ma? Trời ơi là trời. Ma ơi, ma đừng có khóc nữa. Ông ma cười ma đâu khóc. Ma đừng có cười nữa, con hiểu rồi. Con hiểu mà ma. Ma vui quá con ơi. Nụ cười của ma là con biết ma dò trật rồi phải không? Không, ma vui quá con ơi. Cười cái gì? Đúng rồi con biết chắc cháu của má đó nó dò lộn đài. Không. Hay là tờ giấy số của má đài khác đó. Không. Không có trúng thôi. Không má bỏ đi kệ, không trúng đừng có khóc má tội nghiệp. Không. Ủa sao má thay đổi thất thường quá vậy? Không. Không. Ủa sao hồi nãy khóc giờ vui vậy? Vui quá. Ủa. Vui lắm. Cái chuyện gì mà má vui? Tờ giấy số của má. Thì nó trật rồi. Trật rồi. Trúng độc đặc. Ủa sao kỳ vậy? Con trai, má báo tin mừng là má trúng độc đặc. Sao con xỉu vậy con trai? Tỉnh lại bơ con trai. Tỉnh lại bơ con trai. Tỉnh lại. Sao yếu dữ người ta nó xỉu quá. Có ai không? Cứu người, có thượng cứu người. Có tôi đây, có tôi đây. Hết hồn à, mày làm gì mày phóng từ trong bụi ra vậy mày? Dạ là người qua đường thôi ha. Mà có chuyện gì là dữ vậy bà dạ? Có người xỉu cơ. Hả? Mày làm sao vậy? Tỉnh lại coi. Ủa? Tỉnh lại coi. Quen hả? Dạ, bạn đồng hương với con đó bác. Dạ để con lo cho nó không sao đâu. Bình tĩnh lại đi cha. Trời ơi, mình phải tương kế tụ kế chứ, đừng có xỉu. Sao con tỉnh lẹ dữ vậy? Dạ đâu có gì đâu. Bạn này là bạn thân con không biết rõ mà. Nó mắc chứng phong xù. Hiểu không? Xúc động cái là nó xỉu à. Mà hãy xỉu cái là nó tỉnh à. Tỉnh đó xỉu đó tỉnh đó à. Con ơi, con trai của má, tỉnh lại giúp má một tay đi con. Má rùng quá trời luôn rồi. Má bình tĩnh lắm mà. Tại má cười nãy giờ má mệt má rung luôn à con. Con còn rung hơn má nữa kìa. Nè, má nói con nghe. Khi má biết trong tay má có tờ giấy số trúng độc đắc thì có một thằng nó bám theo má sát nhiếp luôn. Rồi má đi đâu nó cũng đi theo. Má nhanh trí, má đi tắt luôn. Ai ngờ nó cũng đi theo má luôn con. À, nó theo má. Ừ. Không lẽ chính mày? Điên hả? Nãy giờ tao đứng đây với mày chứ bộ. Đúng không? Không phải cậu này. Nó kìa. Nó đang đứng đó dưới gốc cây đó, thấy chưa? Chà, thằng này nó bự con quá. Nó đeo kiên đen nữa chứ. Thấy ghê quá con ơi. Thấy ghê không? Nó đó định giật tờ giấy số đặc biệt của má nó. Nè, có dễ vậy đâu. Từ nãy tới giờ hả má cảnh giác dữ lắm rồi. Không có cho ai đụng vô má chứ. Đúng. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây con? Chúng ta phải làm sao đây con ơi? Sao con khóc? Dạ nó lo giùm cho má đó. Bình tĩnh lại đi để tao lo hết cho.
có tao bên cạnh đây mà. Tương kế tụ kế, yên tâm, đưa tờ vé số đây. Mày lo đi, không tao chết bây giờ. Còn con trai của má, cái cậu đó có tin được không con? Yên tâm, là bạn đồng hương của con đó má ơi. Trời ơi, sao đồng hương nhiều quá vậy? Hả? Má, má ơi, má ở An Giang luôn hả má? Con trai của má hả? Dạ, con nè má. Khoan đi. Dạ. Sao từ sáng giờ tao khóc quá trời, tao nhận quá trời con trai luôn vậy? Thôi bây giờ vậy nè, nó túm lại đi. Không có hiểu gì hết trơn á, sao mà cậu khóc dữ vậy? Dạ má, má không hiểu hả? Chưa hiểu nữa. Đồng hương mà má, đồng hương là phải khóc với má. Lâu nay là ở trên đây chỉ có hai đứa là quê lạ xứ người, má hiểu không? Mà không ngờ giờ gặp được má, mà má cũng là đồng hương với con. Nên con xúc động, má biết sao con xúc động là má hiểu rồi chứ gì. Má. Chưa hiểu, mà đừng có khóc vì mày nín đi, tao chưa hiểu. Trời ơi, giờ vậy nè, con là người tứ cố vô thân, má hiểu không? Hiểu. Mồ coi mồ cút. Gặp được ai dưới quê lên là mừng thấy cha, thấy mẹ, thấy ông nội, thấy bà nội luôn hà. Không còn cái gì bằng hết trơn á. Thấy má là con mừng lắm, bởi vậy má hiểu rồi cái gì. Con đến đừng khóc nữa con. Má lâu lắm rồi chưa trở về quê xưa. Dạ. Từ tớ tiêu chồng, má nhớ nhiều kỷ niệm lắm. Dạ. Nào là hàng dừa, nào là bờ đê, nào là cây trứng cá, nơi má từng hẹn hò bồ bịch. Thôi má ơi, má đừng có nhắn nữa. Má đừng có nhắn nữa nghe má. Sao vậy con? Cho má ngược dòng dĩ dãn một chút đi con. Má ơi, sao bao nhiêu năm vật lộn với cuộc sống, con dành dụm được số tiền, con trở về quê, con tìm người yêu cũ, mong nói lại tình xưa. Nhưng nào dè, thay đổi cả rồi má ơi. Mày đừng có khóc nữa. Mày khóc hoài tao dòm cái mặt mày, tao muốn ói quá. Thay đổi cái gì? Người yêu con đi lấy chồng à? Thôi cố quên đi con, không nợ không duyên đừng luyến tiếc. Con mới về quê, con kể má nghe bây giờ quê mình đã thay đổi như thế nào hả con? Con sông mà má từng gọi đầu lúc ấu thơ, nay đôi bờ còn thơ mộng nửa chăng? Không còn gì nữa đâu má chứ, hết rồi. Là sao? Dạ là không còn dòng sông nước dâng tràn lên bãi bồi. Về lại quê hương khắp nơi như là biển khơi, chăm chung mái tranh ngôi lên giữa thủy chiều dân. Những đàn gà con bơ vơ đứng nhìn trời xanh. Bao ngày trôi qua nước cao dần thêm nữa rồi, không còn nhận ra tiếng ai đi tìm người trôi. Mẹ gọi dưới mưa tay ôm ấm chè lạnh căm, sớm làng chim trong tan thương những nỗi đau lòng. Vậy là sao con? Là bão tố, là lũ lụt banh chành hết rồi. Hả? Là tất cả những kỷ niệm của tôi đã trôi ra biển rồi sao? Không! Không, tôi không tin, tôi không tin. Tôi không. Xỉu. Má. Hỏi. Hỏi nhìn lên, hỏi nhìn lên. Rồi, xong rồi. Xong chưa? Tỉnh lại má ơi, má ơi, tỉnh lại má ơi. Hả? Má. Má tỉnh rồi nè các con. Ủa, sao má tỉnh nhanh quá vậy? Má bệnh giống như con trai của má vậy đó. Má bị công xù. Má muốn xỉu rồi xỉu rồi, muốn tỉnh là tỉnh nè. Vậy thôi má tỉnh rồi, để con gọi xe chở má đi về nha. Đúng rồi, gọi xe chở má đi đi. Khỏi cần, có rồi con. Ủa xe đâu má? Bên kia đường á, cái thằng đeo mắt kiến đen đó. Cái thằng đó là cái thằng mà thằng nào? Thằng nào? Nó là người giúp má lấy lại tờ vé số của má đó con. Tờ vé số? Trong túi má nè. Tờ vé số trúng 10 triệu đó. Hai khốn nạn, mày gạt tao đổi cái đổi lưa nãy giờ đó. Vậy hả? À, cái gì? Nói nghe hai nhỏ, tao đẻ tụi bay ra 80 lần còn được nữa nghe biết. Tương kế tụ kế mà.
bà già. Không dám đâu. Tỉnh mộng đi hai con. Tỉnh rồi, vậy là tờ vé số này là sao? Mình dò thử coi nó trúng được nhiêu. Trúng gió đó. Trời. Trời đất gì. Bà già quái đạn. Xỉu thiệt nè con. Chưa từng thấy bà già. Bà già quái đạn. Không có quái đâu, tao nhảy cho mày coi luôn chứ quái gì. Tao giả bộ vậy tao mày ơi.